À, hiện tại thì em đang chất em giao hai con đực lỡ với anh chị về cho anh chị ở bên đức hòa long an ha thì anh chị có hỏi em đồng bộ này á để chốt được anh chị thì con này thì con cọp với con kem hồi nãy em có lên sóng á thì chị có hỏi em á thì bây giờ em đã lên xe xong hết rồi và đang chuẩn bị là đóng cửa lại quay lên đường giao đến cho anh chị luôn nha Hello, xin chào anh chị mình nha. Thì để tiếp tục cái hình ảnh các em vào buổi chiều ngày hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh chị mình chính là một đôi bồ đực lỡ nha anh chị. Ở hai con bò này đều là dòng bò xin của mình gốc Tây Ninh nha anh chị. Thì bây giờ em sẽ quay về con được à, đầu tiên cho cô chú chị mình coi nha. Cái con bò đầu tiên này thì em quan sát kiểm tra thì sáng mặt nó nghiêm chỉnh anh chị. Đó, đóng cua bà khang, sẽ lưng nghiêm chỉnh nè. Đó, mông đùi thì hoàn thiện anh chị. Con bò này thì cu giái thì hoàn thiện ha. Giò cẳng trước sau thì hoàn thiện luôn anh chị. Đóng chân to ha. Đó, anh chị mình thấy giấy hai hòn đủ nha vậy ha hoàn thiện anh chị đã lông đuôi thì dài một chòm nha cái con bò xin đầu tiên này á, thì à, em lấy thước em đo ngay xuống lưng á, thì nó cao là một m 15 16 bò nha vậy ha còn quầy rúng biếm con bò này lên phờ nha chị lòng hồng rất là đẹp nha chị đã được xin ha? bật gu nha chị do cẳng thì nó đi đứng là nó không có tật lội ép xe không bú dò bú cẳng cũng không có len giật nha chị và con bò này thì bốn chân thì nó có đóng cái kiền khú đen nha chị ha đó lông da thì xét rẹt anh chị đỏ mặt khen học len giá chỗ nào luôn anh chị bao nhiêm chỉnh còn hoàn thiện nha đó cao thước 15 16 bò nha anh chị đó con bò này thì anh chủ nhà thì anh cũng đã ghim dàm rồi nha anh chị dàm mộng đã có rồi nha đó còn bên đây là con số 2 nè con số 2 này thì sẽ mặt kim chỉnh anh chị đó gu nè sẽ lưng ngang đòn cực kỳ dài nha anh chị cậy đuôi to anh chị con bò này thì về phần cu giái là hoàn thiện đủ hai hòn cũng như là về dò cẳng anh chị mình thấy rồi ha, đi đứng hoàn thiện anh chị. Đó, không có tật lỗi chỗ nào nha. Con bò này thì nói là dòng khú nha anh chị ha, xin khú nha. Ở cái con bò số 2 này thì nó cao tàn hơn và nó cũng lớn kháng hơn cái con đầu tiên nha anh chị. Cái con số 2 này thì em đo ngay số lưng thì nó cao là 1 m 2425 bò nha anh chị ha. Đó, bò này bò lỡ có khung nha anh chị đó yếm đúng thì cũng lòng hồng như con đầu tiên ha con nào con nấy thì cũng à, ngoan hoàn thiện hết nha anh chị xá tích dậu luồn ha anh chị dò cặn ha đó chân thì cũng có kiền khú đen luôn anh chị thì cái đôi bò này thì em sẽ cập nhật cho gì mình với mức giá là 30 triệu 500 ngàn nha anh chị 30 triệu 500 ngàn là anh chị mình mua được hai con bò xin này nha Đem về chăn nuôi thuốc cổ béo anh chị Giá rất là rẻ cho ngày hôm nay nha Thì anh chị mình thấy được cái chương trình các em á Mình muốn mua hai con bò này á thì anh chị mình hãy nhấc máy lên cho em ấy, và gọi trực tiếp ngay cho em số điện thoại em để chúng hình là 038 260 3807 nha vậy số này có zalo độc quyền trên kênh em nha và bây giờ em sẽ cúp máy em sẽ dẫn mấy con bò cái ra em quay tiếp cho cô chúng chị mình coi và tham khảo nha quý anh chị